Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi trình bày cho quý vị và các bạn mình thiết kế một cái hộp hoa như quý vị đang nhìn thấy đây. Quý vị nhìn thấy có đẹp không ạ? Sau đây là phần trình bày video của tôi. Quý vị xem nhé. Ở trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy đây là ba cái ảnh hoa mà tôi vừa mới chụp sáng nay. Ảnh đầu tiên này là ảnh hoa lavender đó quý vị. Cái ảnh hoa thứ nhì này là ảnh hoa hồng. Và cái ảnh hoa thứ ba này là hoa ngũ sắc. Chắc quý vị thấy lạ. Bây giờ ngũ sắc kiểu nó có một cái màu tím hồng hồng như thế này. Và nó không có đủ màu giống như ngày xưa mình nhìn thấy ở hàng rào nữa. Bữa nay tôi có ý tưởng là sẽ đưa ba cái ảnh hoa này vào một cái hộp. Đầu tiên tôi vào file, new một cái file mới. Thì mình new cái file như thế này ấy, quý vị. Quý vị nhìn thông số ở đây. Màu sắc thì bất kỳ, quý vị kích vào create. Sau đó để vẽ một cái hộp cho chính xác thì tôi vào trong view. Tôi bật new gate layout. Và cái bảng new gate layout thì mình để thông số như thế này. Kích vào ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ một cái hình hộp bất kỳ nha quý vị. Quý vị vào công cụ Polygon Lasso Tool. Và ở trong view này quý vị kích vào cái chỗ snap này cho mình. Để khi mình vẽ nó sẽ tự động snap cái điểm vẽ của mình vào từng cái mắt lưới này nha quý vị. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ. Thì mình vẽ cái hình hộp bất kỳ thì mình bắt đầu kích ở đây một điểm. Là tôi vẽ lên đây. Hình này tôi vẽ là nắp trên của cái hộp để phim được màu của nó. Mình vẽ ra một, mình mở một layer mới ở đây nha quý vị. Muốn phim màu vào đây mình mở một layer mới. Quý vị kích chuột bên phải vào phim. Quý vị vào trong color. Mình chọn màu cỏ úa, nó hơi ngã qua ve một tí. Mình chọn ngay đây. Và mình chỉ chọn một lần như thế này thôi. Thì quý vị chọn cho mình ngay ở cái phần này. Quý vị chia cái đoạn này ra làm 3. Mình chọn cỡ 1/3. Ok. Ok. Tiếp tục quý vị mở cho mình một layer mới. Mình sẽ vẽ tiếp tới cái phần dưới của cái hộp. Đây là cạnh bên của cái hộp quý vị. Quý vị click chuột bên phải, quý vị vào fill. Bây giờ ở đây mình fill cái màu nó hơi đậm lên một tí, quý vị vào color. Mình chọn cái màu ở cây đây nha quý vị. Ok. Ok. Tiếp tục mở một layer mới nữa. Quý vị click chuột bên phải vào fill. Mình chọn color. Rồi bây giờ mình chọn xuống cái màu. Quý vị cũng chia làm ba cái cạnh ở phía dưới chỗ bảng màu này ra. Và mình chọn ngay đây. Ok. Ok. Sau đó thì mình vào view nghe quý vị. Quý vị bỏ cái lưới đi. Quý vị vào clear glass. Bỏ cái lưới đi. Quý vị vào select, quý vị deselect để bỏ cái cạnh đi. Mình vào công cụ move tool đây quý vị, mình bao lại hết ba cái lớp này. Quý vị có thể bao ở bên này hoặc quý vị có thể bao ngay ở trong này cũng được. Và mình đưa xuống dưới một chút xíu để cho nó lòi cái cạnh này lên. Mình dễ đưa ba cái bông hoa của mình vào. Đầu tiên là bông hoa màu tím này, tôi sẽ làm ở trên cái nắp của cái hộp. Quý vị dùng công cụ Mover Tool, quý vị gấp lên, đưa vào cái nắp của cái hộp. Đưa vào giữa cái nắp của cái hộp như thế này. Và để các cái cạnh này này quý vị, để các cái cạnh này này,
nó vào bốn góc của cái hộp này, thì quý vị giữ cho mình phím Ctrl, hoặc là quý vị vào trong Edit, quý vị vào Transform, vào Distort, rồi sau đó mình sẽ gấp mấy cái góc này, mình đưa vào mấy cái góc của hộp nha quý vị. Khi mình chọn vào Snap, quý vị đưa tới gần tới là nó hút vô đây ạ. Quý vị kích cho mình vào dấu Apply. Bây giờ cái phần nắp của cái hộp là phần là cái layer 1 đây nha quý vị. Quý vị giữ cho mình phím Ctrl và kích vào cái ảnh thumbnail ở bên phần của nắp của cái hộp. Mình tạo ra được một cái vùng chọn như thế này. Quý vị vậy lại vào trong Select, quý vị chọn cho mình Invert. Sau đó quý vị lại vào Select, quý vị chọn Modify và quý vị chọn cho mình Feather. Ở đây Feather với kích thước của cái ảnh như thế này, mình sẽ chọn Feather là 200. Nếu cái ảnh của quý vị có độ phân giải kém á, thì quý vị sẽ chọn cỡ từ 30 đến 50 thôi. Còn cái ảnh này của mình kích thước nó rất là lớn, bởi vậy mình chọn 200, ok. Tiếp tục quý vị chọn lên trên cái ảnh mà có cái bông hoa mình gấp vào đó quý vị. Bây giờ quý vị sẽ bấm cho mình Delete. Quý vị sẽ bấm Delete 3 lần ạ. Rồi quý vị vào Select, Deselect, bỏ chọn. Bây giờ mình sẽ đưa cái bông hoa thứ nhì vào cái cạnh bên này nghe quý vị. Quý vị sẽ chọn cái cạnh bên đó. Mình sẽ đưa cái bông hoa này vào. Quý vị dùng công cụ Move Tool và mình sẽ gấp đưa vào. Thì quý vị đưa vào đây. Tương tự như lúc nãy, quý vị vào cho mình Edit, Transform, quý vị vào cho mình Distort. Rồi mình sẽ gấp mấy cái cạnh này mình đưa vào đây như thế này. Quý vị để ý lúc mình đưa gần tới á, lệnh Snap sẽ bắt dính cho mình mấy cái góc này vào ạ. Rất hay đúng không ạ? Quý vị kích vào dấu Apply. Bây giờ mình sẽ chọn xuống cái lớp dưới của cái nắp này quý vị. Cái lớp nãy lúc mình phim màu đó, mà của cái cạnh bên này. Quý vị giữ phím Ctrl và quý vị kích vào cái ảnh thumbnail của nó để tạo ra cái vùng chọn như thế này ạ. Tương tự quý vị vào Select, quý vị vào Invert, sau đó lại vào Select, chọn cho mình Modify và chọn Feather, quý vị chọn cho mình là 200. Rồi mình chọn lên cái ảnh mình vừa gấp vào nha quý vị. Quý vị bấm cho mình Delete. Và tương tự giống như lúc nãy mình bấm Delete là 3 lần rồi quý vị ha. Rồi mình vào Select, mình deselect, bỏ chọn. Tiếp tục bây giờ mình đưa một cái ảnh hoa thứ ba vào cái cạnh này. Đây ạ. Hoa ngũ sắc, quý vị vào công cụ Move Tool gấp và thả vào bên này. Bây giờ mình có thể chọn hết tất cả các cái lớp này mình mệt lại được rồi ạ. Vậy chọn lên lớp trên cùng, sau đó giữ phím Shift và chọn xuống cái lớp kế cuối cùng trừ lớp background ra. Kích chuột bên phải quý vị mệt cho mình Layer. Bây giờ quý vị chọn cho mình lớp background. Sau đó thì quý vị vào trong Edit, quý vị vào Fill, quý vị vào Color và chọn cho mình màu cam hơi nhạt nhạt một tí ở đây. Ok, ok, quý vị Fill màu cam vào đây để cái hộp của mình nó nổi lên.
Bây giờ quý vị kích chuột bên phải vào cái hộp này, quý vị chọn cho mình Convert to Smart Object. Quý vị giữ phím Shift và mình thu nhỏ cái hộp lại một chút xíu ạ, để mình làm bóng cho cái hộp. Bây giờ quý vị giữ phím Control và kích vào cái ảnh thumbnail của cái hộp. Sau đó quý vị chọn xuống lớp Background và quý vị sẽ mở cho mình một cái layer như thế này ạ. Rồi quý vị vào trong Fill, quý vị vào Fill, rồi quý vị vào Color và sau đó quý vị chọn cho mình màu đen, quý vị OK. Quý vị vào Select, Deselect bỏ chọn. Mình dùng công cụ Move Tool mình di chuyển cái hộp ra một tí xíu như thế này ạ. Quý vị chọn xuống cái lớp bóng màu đen, quý vị vào trong Filter, quý vị chọn Blur, chọn cho mình Gaussian Blur. Ở đây thanh Gaussian Blur này quý vị kéo cao lên đây cho mình một tí ạ. Quý vị kích vào OK. Bây giờ quý vị sẽ vào Opacity của cái bóng đó, quý vị giảm cái bóng xuống một chút, mờ mờ. Tới đây rồi này quý vị, bây giờ mình sẽ chọn cái bông hoa này nghe quý vị. Rồi quý vị dùng công cụ Move Tool, quý vị gấp, quý vị đưa qua bên cái hộp hoa này. Mình thả vào đây ạ. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ nắm các cái góc này. Rồi quý vị sẽ đưa nó vào bốn cái góc của cái nền background của mình. Đây ạ. Được không ạ? Bây giờ quý vị thấy nó đậm quá này quý vị. Quý vị sẽ giảm cái opacity của nó xuống. Khi nào quý vị nhìn thấy là nó đẹp nhất thì thả chuột ra. Bây giờ mình sẽ mở một cái khung ra để mình làm khung cho cái ảnh của mình. Ở đây trong này tôi có thiết kế sẵn một cái khung. Hồi lâu lắm rồi tôi có một cái video trình bày thiết kế cái khung này cho quý vị rồi. Bây giờ mình mở lại khung đó ra và mình sẽ gấp cái khung này mình đưa vào nha quý vị. Thì quý vị cũng kéo cái khung này giãn ra vào đúng bốn góc của cái bức tranh của mình. Sau đó kích vào dấu Apply. Như vậy là vừa rồi tôi trình bày cho quý vị và các bạn mình tạo ra một cái hình hộp hoa. Chương trình video của tôi ngày hôm nay xin phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.